hỗn hợp X gồm 4 ester đều có công thức phân tử là C8H8O2 có bằng benzen. Đấy. E này, C8 này, H8 này, O2 này có bằng benzen này. Cho E tác dụng tối đa với NaOH. 1 nhân 0,2 bằng 0,2. Đun nóng thu được hỗn hợp X gồm các alcohol và muối. Hỗn hợp X gồm muối khối lượng là 20,5 và các alcohol và H2O. Được chưa? À, cái hỗn hợp X này là gồm các alcohol thôi. X gồm các alcohol thôi. Đúng chưa? Đây là hỗn hợp X gồm các alcohol thôi. Để cho toàn bộ X vào NaOH dư. Vào Na dư. Sau phản ứng kết thúc thì khối lượng chất rắn trong bình tăng 6,9 và Na dư thì chất rắn sinh H2. Ở đây thì bài nói rằng là khối lượng của chất rắn trong bình tăng 6,9 g. Ta có là delta M. Chất rắn trong bình thì bằng 6,9. Đúng không? Thế bây giờ mình xử lý cái đoạn này đi nhỉ. Bây giờ chúng ta cùng quan sát nhé. Bài này này, mình định hình nó muốn hỏi gì? Hỏi giá trị của M. Đây hỏi giá trị của bắt đầu này. Hỏi giá trị của E. Mình cần tìm một số mol của C8H8O2 là xong. Nó C8H8O2 nó là có vòng benzen. Mình nhận định có vòng benzen thì anh này là C8H8O2 có vòng benzen thì mình nghĩ ngay là nó sẽ có khả năng là có ester phenol và ester của alcohol. Đúng không? Đấy, thế thì mình cứ đặt đi một thằng là ester phenol. Thằng là ester alcohol. Ester phenol mình đặt số mol nó là A. Ester alcohol mình đặt số mol nó là B. Thì ta sẽ có số mol H2O thì chính bằng số mol ester của phenol. Số mol alcohol thì chính bằng số mol ester của alcohol. Đúng chưa? Chúng ta quan sát tiếp nhé. Cái anh C8H8O2 của chúng ta là ester đơn chức. Đúng chưa? C8H8O2 chúng ta là ester đơn chức, vậy alcohol này cũng là alcohol đơn chức. Alcohol đơn chức mà tác dụng với NaOH dư. Thì các bạn lưu ý cho thầy rằng có phải ta sẽ luôn luôn có là số mol nhóm OH bằng 2 lần số mol H2 đúng không? Được chưa? Đây dành cho các bạn nào mà không biết. Bạn nào mà không nắm được về mặt bản chất thì đây giả sử là anh alcohol là R OH tất cả x lần mà cộng với lại Na thì chứng minh công thức cho bạn R ONA x lần cộng 1/H2 sorry cộng x/H2 thì nếu số mol của R OH x lần là 1 thì số mol của H2 là x/2 thì ta sẽ có là số mol của nhóm OH là x đúng không? Số mol của hai lần số mol H2 là x/2 vậy có phải là số mol nhóm OH bằng 2 lần số mol H2 chưa? Đúng với mọi bài alcohol đấy nhá. Đây là cái phương trình để thầy giải thích. Thế thì vậy thì ngay lập tức mình quay trở lại đây mình sẽ có là OH bằng 2 lần số mol H2. Vậy thì suy ra số mol H2 sẽ bằng B/2. Đúng không? Mặt khác khối lượng chất rắn trong bình này cho toàn bộ X là toàn bộ ancol vào bình đựng Na dư. Kết thúc khối lượng chất rắn trong bình tăng 6,9 thì khối lượng chất rắn trong bình thì bằng M vào trừ M ra. Tăng đấy. M vào đây M ancol. Mà M ra này là MH2. Được chưa? Thế thì ta sẽ có là M ancol suy ra từ đó mình sẽ suy ra được là M của alcohol thì chính bằng M alcohol chính bằng 6,9 cộng với MH2 bằng 6,9 MH2 thì bằng 2 lần 2 nhân với số MH2 đúng không ạ? Thì 6,9 cộng B đấy ta sẽ có là M alcohol bằng 6,9 cộng B. Được chưa? Thế là cái đoạn này là mình đi xử lý thì mục tiêu là mình xác định được M alcohol là bằng 6,9 cộng B. 6,9 cộng B. Được chưa? Đấy, thế là xương xương ngon rồi đấy. Thế bạn nhìn này, bây giờ mình cần đi tìm A cộng B bằng bao nhiêu đúng không? Thế bây giờ câu chuyện chúng ta rất đơn giản. Ta có điều thứ nhất là phản ứng với NaOH này để bài cho chúng ta là phản ứng với NaOH vừa đủ. Đúng không? Đây tác dụng tối đa này là đủ. Vậy ester của phenol thì một thằng nó ăn 2, thằng NaOH. Ester alcohol thì một thằng nó ăn 1, đấy bằng 0,2. Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn khối lượng. Ta có khối lượng của hỗn hợp ester. Đấy, là chính bằng phân tử khối của C8H8O2. Phân tử khối của C8H8O2 bạn ơi thì thầy phải lấy cái máy tính bấm. Phân tử khối của C8H8O2. Máy tính ra rồi. Đấy, chúng ta có phân tử khối của anh C8H8O2 sẽ bằng là 12 nhân 8 cộng 8 cộng 32 bằng là 136. Vậy là 136 nhân với A cộng B cộng với lại khối lượng NaOH là 0,2 nhân 40 bằng khối lượng muối là 20,5 cộng khối lượng của alcohol đơn là 6,9 cộng B cộng khối lượng của H2O là 18A. Và đến đây mình bấm máy tính mình sẽ tìm ra B. Thế là xong câu này. Dễ không? 9, 1, 2. 2 bằng 1 bằng 0,2 bằng 136 trừ 18 bằng 136 trừ B là trừ 1 bằng 20,5 cộng 6,9
trừ 0,2 nhân 40 bằng bằng đấy, A bằng 0,05, B bằng 0,1, A bằng 0,05 và B thì bằng 0,1, được chưa? Thế thì với A bằng 0,05 rồi, B bằng 0,1 rồi, thì hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm ra được tổng số mol anh nghe là bằng 0,05 cộng 0,1 bằng 0,15. Và hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được khối giá trị của M là khối lượng mol E đấy ạ. Thì chính bằng là 0,15 nhân phân tử khối là 136. 0,15 nhân phân tử khối là 136 bằng 20,4 g, và đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C ạ. 20,4 đáp án C, rất dễ dàng.